Từ đầu chương trình giờ thì anh Thắng nóng ruột lắm rồi, muốn tham gia những thử thách cùng với hai đội chơi, và đây sẽ là cơ hội dành cho anh. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát, bởi vì lát nữa thì anh cũng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chính cái thử thách như thế này. Sao lại cho tôi thử thách nó khó khăn như thế này? Không, cái này không quá rắc rối đâu ạ, mà nó rất là cụ thể. Đó chính là lắp case máy tính gồm có 5 bộ phận: chip, quạt tản nhiệt, pin, NOS, RAM và vỏ. Đó, và đương nhiên là Tuấn hay Tùng, ai là người hoàn thành công việc này nhanh hơn thì sẽ mang về chiến thắng cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu! Hôm nay mà giao cho tôi là tôi chịu luôn đây này. Sử dụng máy tính thì thường xuyên nhưng mà những cái thao tác về kỹ thuật liên quan đến máy tính này là chịu luôn. Xong! Bạn Tuấn của Tiên Phong đã xong! Tùng cố lên, Tùng cố lên! Hãy cổ vũ cho Tùng của Vượt Sóng ạ! Tùng cố lên! Tùng cố lên! Ở trên sân khấu là một hình ảnh rất là đẹp. Tuấn sau khi hoàn thành công việc của mình rồi thì đã ra hỗ trợ cho một người đồng nghiệp ở đội bạn rất là nhiệt tình. Xong! Về mặt thời gian thì bạn Tuấn đang là thắng một cách rất là áp đảo. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta cắm điện thì nó phải lên điện được. Đội Tiên Phong sẽ kiểm tra trước ạ. Có lên không? Có lên không? À! Như vậy là chúng ta sẽ chúc mừng cho Tiên Phong. Các bạn đã rất là xuất sắc. Cảm ơn bạn rất là nhiều, rất là nỗ lực, cố gắng, không bỏ cuộc. Đấy là tinh thần của chúng ta. Cảm ơn bạn. Với một chiến thắng thuyết phục hoàn toàn xứng đáng thì bạn Tuấn ngay bây giờ có quyền khám phá hộp quà của bạn rồi. Xin mời bạn. Và đó là một chiếc phong bì. Như vậy là các bạn sẽ không có điểm thưởng, thay vào đó số tiền 1 triệu đồng. Xin chúc mừng Tuấn. Ngay bây giờ sẽ là cơ hội mà chương trình dành cho anh. Em sẽ không bấm thời gian. Nếu mà anh Quang Thắng mang được điện về làng, tức là màn hình máy tính hiển thị như lúc nãy mà bạn Tuấn làm được, thì anh được 2 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Tuy nhiên nếu mà anh làm hỏng chiếc máy tính của chương trình thì anh phải đền cho VTV3. Ôi trời, sao lại chơi khó thế? Ôi trời ơi. Bây giờ anh có tham gia hay không? Có đấy. Có đấy. Có. Thời gian dành cho nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. À, nói chung là cũng thấy vào được rồi đấy, mà không biết là vào có đúng chỗ hay không thôi. Quạt tản nhiệt, quạt tản nhiệt. Ồ, không phải dạng vừa đâu. Đôi tay là cũng thân thoát đấy. Đấy, rồi ơi, cái lỗ cần phải bắt ốc thì không thể bắt vào, lại cứ bắt vào một chỗ khác, khổ ghê cơ ấy. Rồi. Như vậy là điều kiện cần là xong rồi. Bây giờ là điều kiện đủ. Đấu điện. Nhanh. Chúc mừng ạ. May quá không phải đèn cái vi tính của nhà đài nữa. Vâng.